cho nghe thử coi, cái lá bixi hao hao. Ông này 130 kg lận, 330 không? 324 bao, trời ơi. Ông xưa. Do it. How was it? 1, 2, 3. Ok các bạn, thì tiếp theo video hôm nay là mình với anh Duy Đặng sẽ đi qua bên New Jersey và đi helicopter đi qua bên New York. Sau khi được tặng tự do, anh Duy nói là đứng dưới đất nhìn không thấy con mẹ gì hết, phải đưa ai lên trời nhìn xuống nó mới đã. Đó, anh Duy đi. Vậy mình bay từ New York qua New Jersey, nãy khoa nói lộn. Mình ở New Jersey. Dạ, đúng rồi. New York. New Jersey. Giờ mình bay qua New York để mình coi được thằng tự do trên đầu, đúng không? Rồi, đúng đó. Rồi. Anh như này kêu Covid không cho leo đầu. Covid không coi trên được đầu. Bây giờ mình bay lên đó mình coi xuống. Đây mình mới coi là vậy bạn. Đại gia mà đi là không cho leo ơi. Bằng không cho leo bộ, bây giờ là phải leo bằng bằng trực thăng. Ok, bây giờ vô đây coi thử đi quy trình đi trực thăng ở tại Mỹ như thế nào, tại New York như thế nào các bạn. Chào mọi người, tụi mình mới rời sân New York, bây giờ đang ở New Jersey với khoa bớt. Quá dữ. Dạ. Ồ. À. He fit in here. À. Ồ. Được thẳng. Five 15, we'll be on time. Này, okay. Cái này thủ tục đó, đi máy bay các bạn. That's New York helicopter. So they're down over here. Their van is not here. Different location. I like this better. Can we location? This is a location, but there's two companies. We're a different company. They operate down. Đây con thấy cái thực thăng rồi. Đây trực thăng đây các bạn. Trực thăng cá nhân nè. Mình sẽ đi trực thăng này, nhưng mà là làm cho 6 chỗ. Này có 2 chỗ rồi. Đây đây anh lái đi. Đây cho dây đặn mỗi người bên ha. Coi cái đuôi vô. Đây các bạn. Đó, chiếc trực thăng này nó là như vậy. Nguyên một chiếc dài ra xong. Này nó chỉ là mô hình thôi nha các bạn. Nó chưa có cái cạnh. Ở trong này không gian là ngồi chờ để chuẩn bị bay. Sao anh? Lộn chỗ hả? Ủa, leo chụp hình được anh. Ở đây có lý mà. Ừ. Cái chụp ra mấy phần nắm nè. They don't say no shit, why not we don't sit? Đúng không? Nó không cấm sức mà nó mình ngồi xuống thành phố nè quý vị thấy không? Nhìn quá đã. Ngồi helicopter nhảy xuống thành phố. Bù mày nhảy luôn. Nhìn đã không? Ngồi thành phố. Đây là nhìn qua bên New Jersey lại New York luôn ha. Mình đang chuẩn bị đang quay đi helicopter nè quý vị. Này, anh gì á? Anh Duy Đặng anh nói là cái tòa nhà cao nhất ở Mỹ là anh muốn leo nó mà giờ anh leo kiểu bằng trực thăng luôn các bạn. Tí nữa tới đó mình nắm tay Khoa thả xuống. Đúng không? Khoa chụp lại mình truyền nhau xuống tay mình leo thả từ helicopter xuống ngay cái đầu nhà mà Financial. Đúng rồi anh. Building đó. Đúng rồi, World Trade Center. Đó. World Trade Center. Thế nên mấy cái tòa nhà này là Empire hả? Tòa nhà gì nè? Ủa cao chứ. Nó Empire State anh, ví tưởng của New York lắm. Nó đi ngang qua luôn. Midline. Nhà khủng. Wow. Chiếc qua cái apartment của Khoa cái này. Đấy không ổ chuột ngay trong kia kìa. Rồi đi qua kia. Rồi mình chuẩn bị đi. Đây. Ok mình đi các bạn. Hello stage. Ok. Vô quậy cái. Đi vô quậy cái xong đi ra biết nhầm chỗ. Rồi đi chỗ khác. Đúng rồi, đi lộn chỗ. Hay là đi USS phải không? This, they said this one, they don't have no doors. Wow. No door? Yeah. Crazy. They put you on a harness. I know. Oh. No door. No doors. That's door. No that's door. Great. Cái chiếc mình đang thuê là còn no door hay là chiếc này? I don't know. Where they say they're going to pick us? Wait right here. They pick you up right here. Ngon hả? Phải đợi nó đi xe tới đón tụi mình. Chuẩn bị đi coi. Bữa nào nhảy dù luôn đi anh. Chờ.
Ok, chúng ta đi ra cái xe màu hồng cá tính của anh Johnny Đen. Ông đi chiếc trực thăng màu hồng các bạn. Miami Helicopter .com. Team này đi là ăn chơi á, tanh vành New York, New Jersey. Bạn nên biết là New Jersey là một cái bang khác mà nó nằm bên cạnh New York các bạn à. Thì nó thành phố là Jersey City. Đi bằng trực thăng này. Đó. Đi qua đây Minh. À. Lên xe. Rồi, lên xe nó đi qua trực thăng. Ok. Let's go. À. Good luck. You have fun. And then à. Vô. Rồi, mình tới văn phòng rồi, chuẩn bị vô. Ok. 8 lần tới, bốc lên 5 người, nó chặt 6 người. Vô comment lấy lại 1 người mới được. Thế sao một người là một người biết nhiêu bạn? 180 đồng. Lấy lại nhá, đi ăn mistake chứ. Đúng không anh? We get in here sir. Only way here. Just stay right here guys, I'll be right back in. Don't leave this room. Alright. Okay. Take your time, sir. Đó này vô đông quá nguy hiểm. Đúng rồi, đông quá. Thằng Big Mike là scary. Ông này không sợ dù cao. Scary bro, it's a phobia. It's not even... Me too, I go high, I don't it's like... It's a phobia, it's not even, I'm not scared, I'm just phobia bro, like... Alright, I'll pass out, I'll just... Have a seat, hang out, just stay in this area. You can go outside if you want, just go wander around here. No. I gotta go get some more passengers. You're good. Hang out right here, okay? No problem. Thank you sir. Thank you. Mình tới văn phòng rồi, nó nói đợi, chuẩn bị lấy ID ra, chuẩn bị trả tiền xong. Anh đặt là anh đặt chỉ có 5 chỗ thôi, nó chặt anh 6 chỗ. Bây giờ phải lấy lại 180 để đi nhậu tối nay. Tối đi nhậu tiếp. Nó đi cái gì đấy không? Tí nữa nè. À, thấy được kìa. Đó, là bay cho nó luôn đó. Cái mình thả qua đây. Ồ, hết sảy luôn. Ồ, ấy luôn. Lý lắm mấy chứ, July. Nó có cửa mà. Nãy nó kêu tụi nó không có cửa, nó có cửa đàng hoàng nè. Cái thằng chưa này có cửa là đóng lại đàng hoàng. July nè, nó ngày 4 tháng 7. Ok. Cả lên đây coi được luôn. Ừ, đúng rồi, nó được 199 pounds, nhiêu ký ta? 199 là nhiêu ký? 199 hả? 400 ký 199 bao quá hả? À, nó hả? Nó không, 300 bao, phải 400 bao lận. Nó 199 bao là 100 ký. Đúng rồi, ok thử coi, let me see how I have. Ông này 170 ký lận, ông này chắc 200 300 bao không? 324 bao, trời ơi. Trời ơi, nó lát luôn. Yeah, my boy. 324 pound là như ký gì à, Minh? Yeah. 150 150 ký. 150 ký. Ông cao là, ông này ông cao là 6.7, các bạn là nghĩa là cao 2 mét. Má, thôi. Này, rỡ cái đùi ra đi, anh rỡ cái đùi lên em học đấy á. Carry me in here, bro. Let's see if it can. Okay. Let me see if you can carry us, man. Ah, you sure? Let's do it. How was it to you? 1, 2, 3. Ah! No! You did it. You did it. You did it, man. Man, that's how Big Mike do, man. Khủng long, khủng long. Yeah. You mean to me, they say you big guy, like khủng long, man. For real? Yeah. Khủng long, yeah. Khủng long, mate. Ông Rinh mỗi bên 60 ký các bạn. Mình là 67 ký. Ha, ông Rinh khủng long, mày. Một cái mông. Một cái tay mình 67 ký. Đúng rồi. Khủng long, mày. 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 Kicking cash. You know? Ấy nhìn như con nhái rồi. Nhìn nhiều hàng chưa, nào nhiều hàng hơn nữa. Mình như nhái, bữa nào về Việt Nam ha. Hey, when we going to Vietnam together? Yeah, my friend. We fly to Vietnam together. For real? Went on vacation. Oh, those people, man. No, I'm not doing it. We did like 2 buses a seat. I guarantee you the seat doesn't fit for him. Like, oh yeah, nah, I gotta fly first class, man. Chẳng lên Tây Bắc, chẳng mang cho phim. No, even first class, the seat is like really small. Yeah, it is. I don't know how to fit. Máy bay nội địa của mình đó. Take a boat. Nội địa. Ba ghế, một mình ngồi ba ghế. Tại một dãy có ba ghế liên tục. Hai ghế được. Hai ghế. Ông hàng ghế còn cái người ngồi bên cạnh là ngồi dạng gì này nó rất là khó chịu. Ông ngồi mình hai ghế mà kia ngồi bên cạnh gì nữa sao chịu nói.
You might get 2 seats and a Vietnamese guy sitting. About 2 seats. Sitting sideways. Yeah. Yeah, the sitting sideways, man. Yeah. Okay. Oh, is that what I mean? And I will come when I review helicopter. Này là cái họ. Ok các bạn, bây giờ là bắt đầu kẻ tim đi lên cần máy bay. Cần. Để con thử bao nhiêu cần để lên máy bay các bạn. Anh chơi nặng 132 pound. Ok. And me 146 mai, 146 bao. Nặng lên 17 pao chứ nhiều. Cần đi, lên cần thêm thứ tự. Rồi. Rồi, hàng minh tới thứ tự. Cùng. Này, ông minh vậy hơn em 7 bao. Trăm bốn chục. Chưa không? Minh. Ok, đeo lên. Này có đôi giày nữa nè. 124, trận này nó ốm chắc luôn. Minh này bằng mình luôn. Thôi, anh nãy anh nhiêu bao? 137. Trời, tôi nặng nhất ở đây luôn trời. Một mình tôi 147 bao. Cái cầu đi chưa thấy mấy bao rồi. Trời. Đang mình boy coi thì không mấy bao. À, đây đây đây, mấy bao rồi. Trời ơi. All five of y'all weigh 678 pounds. I know. That's crazy. Yeah. Amazing. Baby. 320 pounds. Exactly. So we have a view. So technically speaking, you could send him along with you. No, you guys but he's scared. No, I can't. He's scared. I got a phobia. I'm not scared. I have a phobia. What does phobia that mean? Scared. What does phobia mean? Translation is scared. No translation. Exactly. Exactly. Right. What does phobia mean? It's not that's a scared. Scary. I'll pass out. I'll just go into a anxiety, panic attack. Okay. That yeah. Type of yeah. Thing. I don't want him in the helicopter. He's dangerous. we don't want you to go to the hospital. I'll start shaking. Right. Exactly. Okay. Let me. I need your photo ID. Right. And then let me figure out. Just go ahead and don't tough for free, because it's pretty funny, but trust me, my not quite easy. I do business every day and know what's going on. Well, it depends on how you booked it, because if you chose to have a private flight, then that I means know, I could throw in five people. I don't play. Yeah, so let me just figure out why the office did that. I may be reading it wrong. Does that make sense? Yes, so just give me a second. Yeah. There is a heliport fee of $210, but let me make sure if there is an extra ticket that I can. We'll see what I do. Okay, I'll take care of you. For sure. If I got on, this is the weight. Yeah, so you still in weight. By 100 pounds. That's well, me. That's with the buffer too. I choose 110. Yeah, I mean 100. Yeah, I do 1,010 as a. I don't want to be checked by mine. That's close. That's very close. If I got on, that's how much it weighs. Đó là gì anh? Giải thích đi anh. Cái này đó, đúng là tổng cộng cái helicopter nó chỉ chở được 1,001 người thôi. 1,001 pound. 1,001 pound. À dạ. Mà nếu anh em mình 5 người mà cộng thêm mai nữa là mình cả 1,000 pound rồi. Quá à. Risky. À. Có nghĩa là chuẩn bị quá tải. À. Nhưng mà mai không dám đi. Ok. À. Có cái hàng nha. Trời, tôi quay gì vậy? Man. Right. What is that for? New wallet. This parachute. Is style. Parachute. Those are really parachutes. Yeah. So the update is the system. They got rid of it. It only has the 5. Thank you. But you do owe $175 for the heliport fees. Okay, so how much do you owe? $175 total. Alright. Okay, perfect. I'll get you your seat, okay? Yes, sir. I'll give you the safety brief too. Alright, I'm going to go out. Chuẩn bị đi shopping vì vậy mỗi người được cái bóp. Thank you, bóp. Look like we're shopping, man. Thank you, thăm cái thần tự do trên đầu nó phải vậy, tốn thời gian vậy các bạn. Này thì chọc anh vô dây đen, tốn cả anh bay từ Houston qua mà không cho anh coi cái top đúng không? Tại vì Covid không được lên, à, tất bay lên chồng coi xuống. Đó, dân chơi là phải vậy á. Chọc khăn chút đi. Không sao đâu. Đây là mẫu không biết lúc rớt xuống cái này để cho nó nổi lên cho nó sáng sáng mấy cái mập nó thấy á. So, court law have to go over this, all right? Right. Over real fast. Those are not parachutes. Those are life vests. To use those, you just pull that tab. Don't do it now. When there's an emergency. Emergency only. Your pilot will tell you to pull that. Right. Don't take it out. In the event of emergency, you pull that tab open, and you pull the life vest over your head, and you pull to inflate, okay? Exactly. Don't walk towards the tail. It'll be a closed casket. Fire extinguisher is in the front.
No smoking. Keep the doors closed unless they're an emergency. Have fun. And let me see if he's ready for you, okay? Yes, sir. Okay. Quý vị nghe thấy không? Không được đứng gần cái đằng sau, nó cuốn một phát là chém. Đang xin để cho Khoa lái mà đang cho. Đã vô điện lái. Mình dành nó lái, đúng không? Can you go with me around real quick? Right now? We're gonna walk. Do I have a restroom? We're gonna get in the van. Do you need a bathroom fast? Yeah, I need a restroom. Be fast? Okay. Yeah. Okay. I'll take 2 minutes. Ah, bathroom. Okay. Welcome to the helicopter. Helicopter's right now. So, be fast. Ok, bây giờ là mình anh Vô Niên đang vô trong cái kho của máy bay. Quá trời máy bay luôn các bạn. Đây là cái xưởng máy bay rất là to. Đó. If they catch you, they kill your flight. Ok. Boy right there, big boy. Can you fly here or we walk there? We don't want that. Where are you from? Texas. From Texas? Houston, Texas. Yes, sir. This is your first time in New York? You know, I've been here a lot of times. Okay. That's his first time. Oh, nice. Yeah. My first time fly helicopter. Okay. Cool. Oh, that different one, the longer one? That's a different That's company. Also a helicopter or a different company? Yeah, you're going this white one with your pilot, Josh. What is that like? His name's Josh. Josh. Oh. That's the big one. Oh. The white one over here. But how? What the difference between the open door helicopter and a helicopter? Different company. Oh, so this door is not open. The difference is you can talk to your pilot the whole time, so they don't have microphones. So you can ask your pilot, Josh, like, hey, where's this building? And he can point it out. Nice or right. Plus you have air conditioning. Okay, gentlemen, you have to go down that blue line, we're going through from the helicopter, okay? So okay. Đây có hai loại máy bay các bạn, nghĩa là cái mở cửa ra thì không có hướng dẫn viên nói chuyện, còn cái đóng cửa là nó gọi là mầm cho mình biết là mình đang ở tòa nhà nào. Ok. Vô đây rồi. Ông bảo vệ của anh vô đi tặng không? Ông không dám bay các bạn. See you. Qua cầu này, cái cầu này tên gì anh? Bay xuống à. Đây các bạn đang đi ra ngoài chỗ Tây nè. Trời ơi nó to. Đây cho thằng Bình ngồi dưới nó phim cảnh thôi, còn thằng này thằng Bình phim anh với mình đâu ngoài nó ngoài nó đi lại. Cố đặt trong bay đây anh ok. Mình ra cho đi đèn đèn lên kịch tăng bị bay em hỏi được anh nghe đúng không? Đấy,
will work better. We got a helicopter. There you go. Yeah, we can hop on a helicopter, man. We go all the way down to the top of the... That's how you talk to each other, okay? Keep it up. Let's go. Ok bạn, mình với anh Johnny đang lên trên trực thăng và chuẩn bị bay đi vòng 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 coi New York rồi coi tự do rồi coi tòa nhà cao nhất ở tại Mỹ. Ok. Let's go. Đây là nguyên cái trực thăng. Đây. Một vòng. Đây là hướng, này là hai thằng. Đó, hai thằng bên còn bên tay. Ông nội. Ông bảo vệ của anh Johnny Điền đang đang ngủ rồi đó. Không sợ chiều cao. I'm
Cause I am happy on this island. Wanna be my fun land. I don't ever want to leave. Đây luôn hả? Rồi, Uber, yeah. Yeah. Giờ muốn đi ăn gần đây heo về là New York, báo chưa? Là hỏi anh Bình à, là biết liền. Ok các bạn, thì mình với anh Johnny đã đi trên trực thăng xuống. Bây giờ là anh em vô đây ngồi chuẩn bị kiếm đường đi ăn gì giờ tối nay. Steakhouse lobster các bạn, đây quyền tìm vẫn đông đủ. Ăn đây. Nhậu mà, chơi hết ngày. Đi mà để anh kia mẹ anh đói quá, đòi thèm phở hoài mà liên tục. Ok, let's go các bạn, qua đó nói chuyện tiếp. Ok các bạn, bây giờ mình với anh Johnny sẽ vô cái Steakhouse này để ăn tối các bạn. Sau khi đi trực thăng dạo nữ thần tự do xong thì ai cũng đã thấm mệt và đói. Ok. This is Steakhouse. Phải không? People feel like, what is Johnny Dang doing over here? Sao nhìn thảm quá vậy? No man, this is... Nói chuyện không? Đổi tiệm đi. Muốn ăn đây không? Dạ hả? Muốn ăn nói chuyện ngon lành chút. Để ăn mẹ đi hả? Ở chỗ khác đây nhìn kỳ cục quá vậy.